Đấy, cái con quái vật trong 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 làng Bình Ác Quy anh em nhé. Đấy, phiên bản 12V này. Vừa ra lò luôn này anh em này. Em thấy quá ghê gớm không? Đấy. Con này là 280A anh em nhá. Anh nhìn thấy quái vật không? Con này series sau sẽ có cả GPS cho anh em nhá. Anh em mẹ đi lửa vòng trái đất anh em khóa bình từ xa luôn anh em ạ. Quá ghê gớm. Dành cho mấy ông VinFast bây giờ muốn khóa bình thuê pin đấy anh em ạ. Thì nó sẽ dùng công nghệ GPS này. Nắp theo module với anh em nhá. Còn bản này thì chưa có. Bản này là có xem qua điện thoại thôi. Tức là anh em dùng điện thoại anh em sẽ biết được thông số máy. Đấy, anh em sẽ biết được là bình còn bao nhiêu điện, bình còn bao nhiêu điện hoặc vơi anh em nhìn này. Trên này hệ thống nó báo hết anh em nhìn không? Báo chính xác từng xe pin luôn này. 3279 360 này. Bộ này trang bị cả cân bằng xeo tự động luôn nhá. Cân bằng của nó là 1A anh em ạ. Khỏe lắm, khỏe như con trâu luôn. Chạy con này bốc lắm. Nói chung là với cái tầm giá này anh em quất con bình này là ok, là hợp lý anh em ạ. 280 mà giá tầm khoảng 8 củ. Nếu anh em mua bình nước thì nó cũng loanh quanh đâu đấy tầm khoảng 8 củ rồi. Bình nước là 2 triệu 2 bình 100 mà anh em mua 3 cái bình lại thì chưa được 300 A anh em ạ. Thì anh em tính xem là cũng ngang với con bình này rồi, không kém gì đâu. Đây, và bên mình sẽ trang bị vỏ mica trong nhá. Vỏ mica trong, anh em nhường ruột và trang bị cho anh em là ba con cảm cảm biến nhiệt luôn. Đây, cho anh em xem cảm biến nhiệt nhá. Ba chiếc này. Mốt tem này. Bati T1 và Bati T2 này, đây nó sẽ báo chính xác từng khu vực trong bình này. Đấy, kiểm soát rất là chặt cái bình luôn. Nói chung là đồ công nghệ mà anh em, chạy con này là hết 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 ý rồi. Nhìn trong suốt luôn anh em, nhìn mạch luôn này. Úi trời ơi, nhìn mạch luôn này. Dây dợ anh em nhìn rõ luôn nhá. Đấy, rõ dây dợ luôn này. Em nhìn thấy khe chưa? Ở giữa các pin này đều có khe thoáng nhá. Để cho anh em thích thì anh em không phải thích thì không phải, mà tức là để cho nó tản nhiệt anh em ạ. Đấy, pin sinh nhiệt thì tượng sẽ bốc lên và nó vào qua cái khe này cực kỳ mát pin luôn nhá. Đấy. Và nó cũng là một phần là tạo độ an toàn cho quả pin này nữa. Đấy, khóa lại ổn định luôn đây. Quay vòng cho anh em xem này. Đấy, còn đây là dây cắm nhá. Đây là dây đầu ra này, 12 này. Con này là cáp trùng cắm ngược anh em lắp thêm nhá. Thì lắp này vào sẽ không sợ lắp như lắp ngược dây này. Anh em cắm kiểu gì cũng có một chiều thôi, không sợ nhầm này. Đánh cộng trừ hết luôn nhá, không sợ nhầm. Đấy, chính xác đây toàn dùng dây to này. Dây này chịu dòng tải tầm khoảng 100A vô tư luôn nhá, dây 10 này. Dây to tổ bố luôn. Đấy. Đủ hết luôn này. Chắc chắn luôn. Tí nó sẽ có quay sách này. Dòng này thì chưa có bánh xe anh em ạ. Lên một bản nữa sẽ có bánh xe, còn dòng này sẽ có quay sách. Để anh em xách đi xách lại thôi. Bởi vì bình 12 này bê đi chắc không không bê nhiều đâu. Đấy, cảm biến nhiệt rồi hệ thống điều khiển, hệ thống xeo cân bằng đủ hết luôn rồi. Trong suốt nhìn đẹp. Bây giờ bắt đầu đến phần đi đóng cọc ấy, đóng cọc sau hoàn thiện cho anh em thôi. Bộ này là của mỗi anh khách anh ấy mua combo. Đấy, bên mình quay cho anh em xem một phần. Đấy, xong rồi, đây fit viết bắn hết hoàn thiện rồi anh em nhìn này. To, hoành tráng luôn. Khỏe như trâu luôn, con này dùng đã lắm, dùng phê lòi. À, riêng dòng này dùng là phải giữ nhá. Không làm khỏe quá, không xả khỏe quá để đảm bảo an toàn. Chứ còn ông nào mà dùng như phá mã mà chơi con này thì thôi mẹ nhanh quang tèo lắm anh em ạ. Đấy, mặc dù nó là chơi mạch điện tử rồi quả là khống chế rồi cả thông số máy thứ nó khóa hết rồi, nhưng mà nói chung là vừa có thể giữ anh em ạ. Đấy, chơi hàng cao cấp mà nó kiểu như anh em đi con xe ngon thế anh em ạ. Ông nào mà mẹ cứ thốc vào thì nhanh đi lắm, không bền đâu.